Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 12 và chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh. Dù đây không phải là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam nhưng lại là ngày lễ rất quan trọng đối với người theo Công giáo trên toàn thế giới. Đó còn là dịp để đoàn tụ gia đình, để thăm hỏi, để tặng quà. Nói chung là bày tỏ sự quan tâm đến nhau bên cạnh những nghi thức liên quan đến tôn giáo. Trong dịp Giáng sinh thì người ta sẽ dùng nhiều món ăn truyền thống và một trong những món ăn Giáng sinh phổ biến nhất chính là thịt gà Tây nướng. Đây là một phong tục được cho là đã bắt đầu từ thế kỷ 16 dưới thời vua Henry VIII của nước Anh khi ông quyết định chọn gà Tây thay cho ngỗng làm món ăn cho dịp Giáng sinh. Vậy bây giờ giả sử bạn có khả năng du hành thời gian, trở về thời đại khủng long sống nhưng vẫn muốn ăn mừng tiệc Giáng sinh, bạn không có gà Tây nhưng lại có những lựa chọn khác có thể rất giống gà Tây chính là khủng long. Đương nhiên là bạn không thể sơi cả một con Argentinosaurus hay T-Rex được, mà nên lựa chọn những con khủng long có kích thước tương đương gà Tây, phù hợp cho một gia đình từ 4 đến 6 người. Bạn sẽ chọn những con khủng long nào? Nếu còn đang phân vân thì mời mọi người cùng xem video ngày hôm nay, trong đó Mê Khủng Long TV sẽ gợi ý những cái tên khủng long có kích thước tương đương gà Tây mà bạn có thể dùng để thay gà Tây trên bàn tiệc thời tiệc sự của mình. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Số 1. Oviraptor. Nếu bạn quay lại thế giới cổ đại thì một trong những nơi bạn nên định cư chính là vùng đất Mông Cổ ngày nay. Bởi vào thời đại khủng long, nơi đây tràn ngập khủng long với những chủng loài vô cùng đa dạng và phong phú. Bạn sẽ không lo đói nếu có các dụng cụ săn bắn hiệu quả và kỹ năng chế biến đủ sai. Tất nhiên là nhớ ném mấy con khủng long to to và hung dữ rồi nha. Một trong những lựa chọn khả dĩ để thay thế gà Tây trên bàn tiệc của bạn tại Mông Cổ vào cuối kỷ phấn trắng là Oviraptor, niên đại khoảng 75 đến 71 triệu năm trước. Nếu các bạn đã từng theo dõi video Oviraptor nỗi oan trăm năm của kênh Mê Khủng Long TV thì chắc chắn bạn sẽ có chút đồng cảm với con khủng long này chỉ vì sai lầm của các nhà khoa học mà phải mang cái tên oan ức suốt cả một thế kỷ vừa qua. Nhưng đồng cảm thì đồng cảm chứ, nói đến chuyện cái ăn thì cứ phải no bụng trước đã. Xét về mặt kích thước thì Oviraptor là một ứng viên hoàn hảo để thay thế cho các anh bạn gà Tây. Một con gà Tây nuôi có chiều dài trung bình từ 100 đến 125 cm, cân nặng trung bình khoảng 13,5 kg và cân nặng tối đa thì có thể lên đến 39 kg. Oviraptor có phần dài hơn gà Tây, chúng dài khoảng 1,6 m nhờ cái đuôi dài hơn. Cân nặng của chúng cũng xem gà Tây, có thể đạt khoảng từ 25 đến 36 kg. Hình dạng của những con Oviraptor cũng tương đối giống các loài gia cầm hiện đại, sẽ giúp bạn bớt đi cảm giác đang phải ăn thịt bò sát hơn. Ngoài ra, nếu bạn bắt được nhiều khủng long Oviraptor, bạn cũng có thể nghĩ đến việc thuần hóa chúng để tạo nguồn thức ăn dự trữ cho tương lai. Oviraptor được cho là những ông bố bà mẹ tuyệt vời, với khả năng chăm sóc con non kỹ lưỡng và sẵn sàng bảo vệ trứng của chúng đến chết. Thế nên không nghi ngờ gì sau vài năm thì bạn có thể gây dựng được cả một đàn Oviraptor, đủ để mở một bữa tiệc Giáng sinh lớn. Số 2. Velociraptor. Những fan của Jurassic Park khi nghe đến cái tên này chắc chắn sẽ bật chế độ nghi ngờ. Velociraptor mà lão này cũng đòi ăn ư? Không phải nó là cái tên khủng long nguy hiểm nhất với human trong Jurassic Park hay sao? Tuy nhiên đừng để những gì bạn thấy trên phim đánh lừa. Kích thước của những con Velociraptor trên phim nó bị phóng đại nhiều lần so với kích thước thật của chúng. Bởi trên thực tế, như những gì mà video này đề cập thì Velociraptor chỉ là một con khủng long có kích thước tương đương với gà Tây hiện đại. Trí thông minh của chúng cũng như khả năng phối hợp giữa các thành viên trong bầy trên phim Jurassic Park cũng mang nhiều tính hư cấu hơn là dựa trên bằng chứng hóa thạch. Do đó, rất khó để Velociraptor có thể làm tổn thương con người với một kích thước như vậy, dù cũng thể phủ nhận rằng rất có khả năng chúng là những con khủng long săn mồi cừ khôi. Rào quả duy nhất đối với việc biến Velociraptor thành món ăn thay thế cho gà Tây trong đêm Giáng sinh có lẽ chỉ là bạn muốn làm gì với nó. Mê Khủng Long TV đã từng đề cập đến việc giữ Velociraptor như một em thú cưng bên cạnh bạn. Bạn có thể huấn luyện nó để đi săn như cách các kỵ sĩ Mông Cổ huấn luyện chim mừng ngày nay. Nhưng nếu nguồn cung dồi dào thì thử thịt Velociraptor một lần cũng không phải ý tồi, đúng không nào? Velociraptor là một thành viên của họ khủng long Dromaeosauridae, vốn có kích thước tương đối nhỏ dù không phải nhỏ nhất. Chúng có chiều dài 1,5-2 m, cân nặng khoảng 14-20 kg. Nhìn tổng thể thì chúng có thân hình tương đối gọn gàng, phù hợp với lối săn mồi nhanh nhẹn, vì thế thịt của chúng sẽ khá chắc. Một số nhà khoa học tin rằng vị của những con khủng long có kích thước như Velociraptor sẽ khá giống thịt gà, nên bạn sẽ không phải quá lo lắng trước một hương vị lạ lùng. Nhưng nếu lạ thì cũng không sao vì bạn đã quay trở lại quá khứ hàng chục triệu năm trước, đâu phải để tận hưởng những thứ quen thuộc, đúng không nào?
Để thưởng thức món Velociraptor nướng thì bạn cũng chỉ cần quay trở về Mông Cổ cùng thời điểm Velociraptor, tức khoảng 75 đến 71 triệu năm trước. Tuy nhiên, cần cẩn thận với cái móng vuốt sát thủ vốn là đặc trưng của họ khủng long Dromaeosauridae, nếu không chúng có thể làm bạn rách da khá sâu đấy. Số 3, Cynonymus. Nếu bạn muốn thưởng thức thịt đà điểu phiên bản size gà Tây thì hãy đi về quá khứ xa hơn hai loài khủng long trước, dù địa điểm cũng không thay đổi mấy, chỉ cần đi về phía nam một chút, đó là vùng nội mông của Trung Quốc vào thời điểm 92 triệu năm trước. Khi quay trở về đây thì bạn có thể bắt gặp cảnh tượng những đàn khủng long Cynonymus tung tăng chạy trên những khu vực rộng lớn và hùng vĩ. Như đã nói thì Cynonymus là một phiên bản đà điểu của kỳ phấn trắng, nhưng với kích thước của gà Tây. Giống như đà điểu, chúng có đôi chân tương đối dài thích hợp cho việc chạy nhanh. Ước tính của các nhà khoa học cho biết chi khủng long này có thể dài đến 2,5m và nặng đến 91kg, hơi lớn so với những con gà Tây nuôi nhưng cũng không quá lớn để không đặt lên trên bàn được. Nếu muốn thì bạn cũng có thể chọn những cá thể vừa tầm thay vì những con đã đạt kích thước tối đa. Điều này cũng không khó lắm bởi theo các nhà khoa học, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Cynonymus có sự tụ tập thành các nhóm theo độ tuổi, trong đó những con khủng long thiếu niên sẽ tụ tập với nhau để bảo vệ lẫn nhau, trong khi những con trưởng thành sẽ tập trung vào việc sinh sản, bảo vệ và chăm sóc con non. Là một thành viên của họ khủng long Ornithomimidae, Cynonymus cũng có nhiều điểm tương đồng với đà điểu ngày nay như các loài cùng họ. Chúng có thể sẽ rất dễ nuôi với chế độ ăn tạp hoặc ăn thực vật là chính. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt hoặc thuần hóa chúng sẽ không dễ, bởi chúng là những con khủng long ưa chạy, chạy nhiều và do đó cần diện tích rộng để thỏa mãn tính cách này. Số 4. Dromaeosaurus. Nếu bạn đã chán thịt khủng long Mông Cổ rồi thì mời bạn lên máy thời gian để đến Bắc Mỹ khoảng 80-70 triệu năm trước để thưởng thức món thịt khủng long Canada với Dromaeosaurus, chi khủng long điển hình của họ Dromaeosauridae. Được khám phá vào năm 1922 tại hệ tầng Dinosaur Park ở Alberta, Canada, Dromaeosaurus lớn hơn Velociraptor một chút, với chiều dài cơ thể có thể lên đến hơn 2m. Cân nặng của chúng khá tương đương nhau. Dromaeosaurus nếu có nhỉnh thì cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút, khoảng 16-20kg. Chính vì thế, cả hai con khủng long họ hàng này đều là những phương án thay thế hoàn hảo cho gà Tây. Tuy nhiên, Dromaeosaurus có thể nguy hiểm hơn Velociraptor. Ngoài việc cũng sở hữu móng vuốt sát thủ như Velociraptor hay những loài cùng họ khác, Dromaeosaurus sở hữu hộp sọ cấu tạo mạnh mẽ, cặp hàm có lực tương đối mạnh, những chiếc răng khá to. Từ trên điều này thì các nhà cổ sinh vật học kết luận rằng cặp hàm của Dromaeosaurus có khả năng nghiền xương một xé thịt tốt hơn là đâm sâu vào thịt như các loài cùng họ. Gần như cùng kích cỡ nhưng Dromaeosaurus sở hữu lực cánh mạnh gấp 3 lần Velociraptor theo ước tính của tiến sĩ François Thurien cùng các cộng sự vào năm 2005. Thế nên nếu muốn sự đẹp của em Dromaeosaurus, hãy tìm cách khống chế cái miệng của em ấy trước đã. Số 5. Dillon. Ở đầu video này tôi có nói thì bạn không thể đặt một con T-Rex lên bàn tiệc và xơi nó như một gà Tây bởi nó quá to và khổng lồ, nhưng với họ hàng của T-Rex thì có thể. Liên họ Bạo Long là một liên họ khủng long ăn thịt khá lớn với nhiều chi và loài, kích cỡ cũng khá đa dạng. Sự lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn sơn một con bạo long vào dịp Giáng sinh để thay cho gà Tây đó chính là Dillon, rồng hoàng đế. Một món ăn mà nghe tên thôi cũng đã thấy sang mồm rồi đúng không nào? Dillon sống ở vùng đất ngày nay là tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cách đây khoảng 126 triệu năm trước, tức đầu kỷ phấn trắng. Đây cũng là loài đầu tiên trong liên họ bạo long được tìm thấy với bằng chứng về lông vũ mọc trên cơ thể, thế nên ngoại hình của chúng cũng sẽ giống gia cầm hơn là bò sát. Kích thước của Dillon giống gần tương đương một con gà Tây khi chỉ dài khoảng 1,6m và cân nặng chỉ khoảng 10kg hoặc hơn đôi chút. Chúng có thể đạt kích thước lớn hơn nếu trưởng thành hoàn toàn nhưng cũng khó vượt qua quá 2m. Với kích thước này thì chúng là sự thay thế hoàn hảo cho gà Tây, cùng với việc chung dòng dõi với T-Rex và sở hữu cái tên bá đạo thì Dillon là một lựa chọn không thể thích hợp hơn cho những bữa tiệc Giáng sinh trang trọng. Nếu có ai hỏi hôm nay anh đã ăn gì cho Giáng sinh thì bạn trả lời tôi đã dùng món rồng hoàng đế nướng thì quá là đẳng cấp. Vâng, đó là 5 sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời để thay thế gà Tây nếu như bạn có cơ hội quay trở lại thời đại khủng long. Chỉ tiếc rằng điều đó quá xa vời bởi khủng long phi điểu như 5 loài kể trên thì đã tuyệt chủng từ lâu, còn mấy thời gian thì không biết khi nào con người mới chế tạo ra. Thế nên chúng ta đành phải hài lòng với món gà Tây vậy, dù sao chúng cũng rất ngon. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho Mê Khủng Long TV một đăng ký và bấm theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo của Mê Khủng Long TV.